Số người thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine đã vượt 1.100, trong đó khoảng 700 người, bao gồm 44 binh sĩ Israel được xác nhận đã chết ở miền nam nước này, nơi Hamas phát động cuộc tấn công, theo AP. Còn tại Gaza, nơi Israel đáp trả dữ dội, các quan chức báo cáo có ít nhất 413 người thiệt mạng. Ngoài ra, Israel còn cho biết hơn 100 công dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã bị Hamas bắt cóc. Ở phía Palestine, Bộ Y tế nước này xác nhận 424 công dân đã bị lực lượng Israel giết chết ở bờ Tây và dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, thời điểm giao tranh bùng phát, theo hãng tin Al Jazeera. Nhiều nạn nhân Israel là dân thường bị sát hại tại nhà, trên đường phố và tại các địa điểm khác dọc theo vùng lãnh thổ rộng lớn giáp Gaza. Điều này đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả tình hình hiện tại như một vụ tấn công khủng bố bừa bãi của Hamas. Ông Blinken nói Nhà Trắng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran đứng sau Hamas. Tuy nhiên, các quan chức cho biết không thể phủ nhận trong quá khứ Tehran từng hỗ trợ Hamas. Theo phía Mỹ, mối quan hệ lâu dài của Iran với Hamas cho thấy rất có khả năng nước này đã giúp đào tạo và tài trợ cho nỗ lực cuối cùng dẫn đến cuộc tấn công cuối tuần qua. Ngoài dải Gaza, các lực lượng Israel và lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban trong ngày qua đã đấu pháo và bắn tên lửa ở phía Bắc. Lời kêu gọi kiềm chế bạo lực đến từ khắp nơi trên thế giới. Ả Rập Xê Út, quốc gia đang đàm phán với Mỹ về việc bình thường hóa quan hệ với Israel, đã kêu gọi hai bên kiểm soát để tránh làm bạo lực lan rộng hơn nữa. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.